đó đó bự bự á cá này. Quá đã, quá đã các bạn ơi, các bạn nói giải không. Mình mua cái cặn này nó hơi yếu các bạn, mình sẽ xử lý cho nó cứng lợn nha. Thì đấy, mình chia sẻ cách mình làm cho cái cặn này cứng lợn, nó cũng không có gì khó, nhưng mà mình biết thì dễ các bạn. Rồi hôm nay mình lấy cái cần con nhóc này mới làm xong á, mình đi test nha. Đó, mình làm móc cái lỗ đây cũng là gần bờ các bạn, tính đi con mương mà cái mương này nước người ta không cho vô. Đó, câu cái lỗ bên đây nữa, với câu cặp mé cái lỗ này nè các bạn, câu đại nha. Thì mình đã chia sẻ cái cần cấu trúc này nè, các bạn thấy không, nó thẳng băng thấy không. Thì để mình câu mình test cho các bạn xem. Giờ nó xa quá thì mình nối khúc gốc vô để cho nó dài ra mình dễ câu các bạn. Thì hôm nay mồi của mình câu trứng kiến, câu trứng kiến với câu mồi dế nha. Thì các bạn cũng biết trứng kiến thì xả, thì cá mà nó xả thì câu dế, mà dế mà nó chậm ăn cái mình bỏ trứng kiến nữa các bạn. Để mình câu coi nó có kết quả có tốt hay không. Rồi mình đăng clip gửi đến các bạn xem. Rồi giờ này thấy chỗ này nó hơi sâu, mình sẽ tăng ra nha, mình sẽ xả ra thêm 3 tắc nữa, đó 3-4 tắc gì tùy theo các bạn thôi, nắm kéo ra 3-4 tắc gì cũng được, đó ra nữa đi cho nó dài dài dễ câu các bạn ơi. Đó giờ mình móc dế xuống câu, đây là mấy con dế đây. Mình bỏ xuống câu nha, tôm bỏ xuống nó làm liền ha các bạn. Câu sát bờ, đường bờ chỗ này nó hơi cao. Dướng dính rồi mà nó dướng ta, cá bự lắm má, dướng rồi. Sảy rồi, còn cá này cũng được, không có lớn, quấn 2-3 vòng dưới đây, lấy cua móc lại nhờ anh cho em. Quấn 2-3 vòng chảy rồi, nó có đó, thấy không, nó cũng được đó. Cuối cùng cũng bắt được nó các bạn. Xử lý quá lâu, mình sẽ cắt bỏ cái chỗ này.
ta đẹp. Này cá mà rồi. Dữ không? Nó chậm ăn thấy mà khủng khiếp luôn. Bự lắm nhưng mà nó nhát quá các bạn ơi. Đó. Bảy cá nhỏ. Cá nhỏ các bạn ơi. Bầy cá nhỏ luôn. Mùa này cá nhỏ mà cũng mập lắm các bạn. Thấy cái lỗ này cá nó có cá quần móng đó các bạn. Đó. Ăn rồi đó. Cá nó ăn nó lòi vô trong các bạn ơi. Cá nó ăn nó lòi vô trong. Cá này nó lòi vô bụi. Con này cũng được hai ngón hơn. Ăn rồi các bạn ơi. Ủa, cứ ngắt luôn. Thấy không? Quấn vô lục bình rồi. Nhờ này là bao luôn. Nhờ này là bao giật luôn. Rồi, thấy con cá không? Cá đẹp lắm. Mập ú. Chỗ này nó hơi khó bỏ các bạn. Đó.
Vô tháp hai phát rồi đó. Tắp cá cũng ngon, cá nó mập đẹp ghê không các bạn, tắp hai phát rồi mới dính đó. Chung qua trâu ngoài đường nó cũng hơi ồn các bạn. Chạy hả mày? Đó đó, bự bự ạ. Cá này bự ạ. Wow. Cũng được em Hugo. Cá này bốn món các bạn, và sọc luôn. Quá đẹp. Giờ mình lượm cái khúc gốc ra, mình câu sát sát bờ các bạn. Qua đây các bạn ơi. Làm cái rọt ghê thiệt. Nó nằm ngay cái gốc cây này rồi. Tính từ em đi, cá rô nhỏ mà đẹp. Rồi tiếp thôi các bạn ơi, mời quá mời. Ủa, rớt rồi các bạn ơi, bự quá. Không lẽ là cái lẩu này lẩu cá trê. Nó ăn mà đi xuống luôn á các bạn. Giật cái là nó ruột ra. Ngộ vậy. Đó, cá rô nhỏ. Nhỏ hay lớn đây? Ui, được, được, được. Không có lý. Rình rình vô cái bụi cây này kiếm một con Hugo các bạn ơi. Này thấy cho không có rõ lắm. Bầy cá nhỏ. Đấy. Còn mồi các bạn. Quá đã. Quá đã các bạn ơi. Con này nó giải không nổi luôn á. Mời chưa? Cá cỡ này không nói sao không ơi. Quá đã không? Pharo ngon không? Quá đã luôn các bạn ơi. Đó, mình mua cây cần câu nhưng mà càng này nó hơi yếu,
mình sẽ uống nó lại và mình sẽ cắt cái cành này 1,5 m để câu mương. Rồi để mình uống cho các bạn xem. Cắt chỗ này. Đó. Mình sẽ uống thôi nha. Bắt lửa nhỏ thôi. Khi mình lâm cái khăn đó, có cái khăn dúng nước, mình phải uống cho nó cứng lại các bạn. Với cái cần câu thì nó đã thẳng rồi, nhưng mình uống cho nó cứng lại nha. Thì mình cũng biết rồi đó, cây khô lúc nào nó sẽ cứng như vậy các bạn. Mình sẽ uống cho cây này nó khô đi. Nó khô nó sẽ giòn chứ nó không có dẻo nữa. Mình khắc phục cái cần dẻo là vậy đó các bạn. Mình uống mình hơi về khá lâu nha, đừng cho nó cháy vỏ nha các bạn. Đang mình uống rồi thôi, mình thì không có đồ nghề, uống cho nó ngay ngắn lại. Thì bạn mình nói đây là phải có cơ sở nha, tại vì cây trúc hay bất cứ cây gì cũng vậy, nó khô nó sẽ cứng, mà tư thì nó dẻo như vậy thôi. Nếu mà cây mà có dẻo quá chăng nữa, bạn có uống gì nữa nó cũng có đàn hồi mạnh nữa, lực chứ lắm. Nên nếu như mà các bạn có mua mà lỡ như mà các bạn mua có cái cây mà nó quá dẻo á, bạn uống nhiều khi các bạn nói ổ cây ngay uống làm gì, không phải uống để cho nó chỉnh sửa cái cây nó không trả lại là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nó sẽ cứng cái cây lại. Mình cũng xin tóm tắt thôi, bạn uống đi, uống cho nhiều càng tốt nha, không có gì hết á. Lửa đường trái nha, mình uống từ nãy giờ cũng được 20 phút hơn rồi các bạn. Đó, mình hơ đều vậy nè, hơ cho nó chết mấy cái thân cây nè, nó khô lại. Nó khô lại là mình câu nó không có trả lại nha. Đã chưa? Sẽ cứng nè, nó cứng ngắt luôn á. Có lực đó chứ các bạn, giật cá nó không có dẻo. Giờ mình sẽ ta khúc góc vô. Nói chung là mình không có đồ nghề làm, nhưng mình ghi cái gắn khúc góc vô thôi. Nói chung là mình không có đồ nghề làm, nên mình lấy con dao, dao của bà xã mình làm đồ ăn á, làm. Để cạo khúc góc đó các bạn. Mình lấy tấm thớt của bà xã mình làm đồ ăn á, mình chạy luôn. Rồi mình sẽ bào xong rồi mình phải cắt ra một khúc. Đây, được ha, khúc nhìn ngon không? Có thể mình câu chỗ dài mình sẽ nối thêm cái góc dài nữa các bạn. Giờ mình sẽ nối vô. À, bạn thấy nó chặt không? Có thể mình sẽ lấy cái giấy nhám mình đánh trong đây, với mình cạo cái này nha. Mình cạo bớt. Cho khúc góc nó nhỏ hơn khúc đuôi. Giờ mình cạo đó xong nè, bạn thấy không? Giờ mình ráp vô nè. Đó. Thì cái chỗ này thì mình nó bớt rồi, mình quấn chỉ hay là mình chấm keo vô đây. À, nó sẽ chắc nha các bạn. Đó.
Ủa, cần ngon lành chưa? Mình nói cái gốc này cũng nửa thước á, thì mình không xài thì mình lụm cái gốc rồi ra. Rồi cái cần ngon lành luôn, chỉ có 20k thôi. Ok, cần mình câu kinh cũng được nha. Nói cái cần này nửa thước là coi như là cái cần này 2 mét á. Còn nếu không thì mình câu nhấp thì mình làm 1 mét thôi, 3 mét 8 cũng được tùy. Mình sẽ làm 2 cây vậy nè để dành. Cứng ngắt luôn, không có trả luôn nha. Giờ mình lấy cái phao, mình cắt cái đầu này ra, rồi mình lấy cái cây này nè các bạn. Mình lụi vô. Mình sẽ chọt nhỏ qua nha. Đó. Tại vì mình thích câu câu theo cái kiểu phao này, nó không có vướng xuống dưới, nó không có vướng các bạn. Để phao chặn đây. Để mình làm cái này cho nó dài nha. Mình dự trù là làm cọng dây 1,5 m. Để mình chỉ cho các bạn làm cái tăng đưa á. Mình câu ngắn cái mình muốn câu câu gần á, mình làm ngắn lại. Đây. Đúng rồi, mà 1,5 m nha. Mình sẽ tóm vô. Rất là đơn giản nha. Chì thì chì nhỏ thôi, chì đúng chì cô rô nè, chì có chút xíu rồi nha các bạn. Đó, này là xong, xong một cái đầu nè. Giờ mình tóm lử. Ủa, lử đâu ta? Chung các bạn giờ mình tóm lử nha. Nói chung là các bạn cũng biết con nhắt thì nó tốn lử dữ lắm. Mình mua lử trăm mình câu không rồi. Đó, hộp này dao động từ 15, từ 15 đến 25 ngàn tùy theo chỗ bán nha. Đó, giờ mình tóm lử nha. Thì tóm nè, bạn thấy cái dòng lử không? Bạn sẽ dòng lử đây, mình sẽ trọt ở trong đây, trọt ra nha. Trong đây trọt ra thì nó mình giật á, nó sẽ bật ra. Đó, giờ mình móc cái móc câu về. Rồi mình cứ quấn lại thôi. Mình quấn 7 nụt. Đó, mình nam mình chơi 7 nụt luôn. Đó. Rút lại. Là xong. Cắt cho nó gọn gàng luôn. Đó, có được một cái đằng câu. Thì mà bạn muốn chơi cái phao giống mình thì bạn bỏ cái phao ốc, phao đèn vô. Đó, bạn bỏ phao đèn vô. Bạn lấy cộng nè, bạn thấy cái đầu này không? Cái đầu này thì dễ lắm, bạn vô bạn kêu bạn vô tiệm bán là bán cho chụp chì cá lóc, là loại lớn hơn loại này nha, loại càng lớn càng tốt, chụp chì cá lóc nha. Đó. Thường thường á mấy cái này là nó lấy cái chụp chì cá lóc á các bạn, để chụp lại cho cái chì nó đừng có ma sát với nhợ, đừng cho nhợ hư. Đó, mình sẽ tóm là vậy. Vậy là có một cái đường nhợ là thành phẩm rồi nè. Giờ mình chỉ các bạn tóm vô cái đọt câu nha. Thường thường á câu nhất á anh em câu có khoảng chừng 6 tấc tới 8 tấc thôi. Nhiều khi có cái chỗ nào mà nó sâu quá đó, cái bờ nó cao quá thì mình tăng đưa ra, để mình làm cái tăng đưa cho các bạn xem. Để đi. Có cái chụp cái đầu tấm chì khác nè. Đó, mình chọt cái đứt đít đi vô. Chọt cái đít đi vô ha. Giờ mình thắt cái dòng chó ở đây.
Đó, mình thắt cái dòng đó các bạn, để chút mình có thời gian mình tăng nè. Đó, cọng dây này 1,5 m nè. Đó, giờ mình bỏ vô càng câu nè. Thấy không? Mình bỏ tuốt ở trong đây luôn. Đó, rồi mình sắn. Các bạn thấy mình sắn không? Sắn vô. Bây giờ mình tới bên đây. Đó, mình chụp vô cái đọt con câu này. Đó, chụp vô là có cái cần câu. Cái này dài cũng cỡ 8 tấc à. Đó, trước tiên thì mình làm cỡ 8 tấc thôi. Ừ. Thế là chụp vô cái đầu này nè. Rồi quấn 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 đây. Ở đây mình thắt nguyên cái dòng chó đây nè, cho bệnh vô cái mắt này nè các bạn. Bây giờ mình muốn câu dài thì mình tháo ra. Mình tháo ra mình đôn lên. Mình kéo xuống là ok. Còn đây là hành phẩm của mình nha. Đó. Thấy không? Cái cần câu dài ghê không? Đây. Đây, đó, cái cần này xong rồi nè. Đó, cái tầm nó gần 1,8 m, 1,82 m đó các bạn. Đó, mình thích câu thì mình ngắn lại. Còn cái cọng dây này nè, cần câu nè, phao nè, nó dài lên, đã chưa? Rồi mình chia sẻ tới đây thôi nha. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.